Xin ơi, chào tất cả các bác và các anh em. Chiếc van số 1080M hàng bãi này làm cho em Trà Vinh. Thì chú em này là khách quen, cho nên rằng là em cũng hiểu về cái sở thích của chú này. Chú này chú ấy cũng rất thích nghe nhạc, cho nên rằng là chú ấy cũng hỏi em về cái chất nhạc ở trên cái chiếc van số 1080M này. Và trong cái quá trình làm của chú này ấy, thì em lại chia sẻ các anh em một vấn đề như thế này. Ở trên dòng 1080M ấy, nó có một cái mục music AGC. Cái music AGC này, đây này, ở trên dòng 1080M nó có cái mục này. Đây nó là một cái chức năng mà cân bằng về cái tín hiệu đầu vào. Khi chúng ta sử dụng cái chức năng này ấy, thì cái phần nhạc ấy nó đẹp hơn rất nhiều. Nó sạch sẽ, nó chi tiết hơn. Và kể cả phần mic nó cũng đẹp hơn rất nhiều. Thì bây giờ thì em sẽ mở thử luôn trên cái hệ thống là 5 loa luôn. 5 loa luôn. Và có sử dụng cái chức năng này. Đây nó là một cái mạch lọc music và nó làm cho cân bằng về cái music đầu vào. Nhưng mà chúng ta đặt một cái giá trị nào nó hợp lý để cho cái chất nhạc nó hay mà nó không ảnh hưởng gì đến cái độ lớn, cũng như là làm sao là để cho cái chất mic nó đẹp. Thì bây giờ sẽ mở nhạc luôn này. Rõ ràng là khi chúng ta sử dụng cái chức năng này, cái chất nhạc nó đã có cái độ sạch sẽ rõ nét hơn rất nhiều rồi, sạch sẽ chi tiết rõ nét. Thế còn về phần mic thì sao? Bây giờ là sẽ thử phần mic này. Bây giờ là có sử dụng nhá. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Cho mic to lên tí nữa này để thử này. Cho mic to lên tí nữa. 15 này. 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2. Thế còn bây giờ chúng ta không dùng thì sao? 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9. Và bây giờ lại dùng thì sao? Nó liên quan cả đến phần mic, phần effect. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Và khi chúng ta đặt mà không đúng tầm ấy thì nó cũng không hay đâu. Giả dụ để tối đa là 6 này. 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9. Chúng ta dùng nhưng chúng ta phải biết đặt đúng tầm. Cho nên nhiều khi máy móc không làm được như vậy, bởi vì nó phải thông qua cái thẩm âm. Bây giờ giả dụ như để 5 đi. 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9 1 1 2 2 6 9. Còn để 5.6 này. 5.6 này. 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2. Thì rõ ràng rằng nó đẹp âm hơn rất nhiều rồi. Cho nên rằng là làm một chiếc van số, các bác thấy rằng là bao nhiêu phần, bao nhiêu mục thông qua cái sự thẩm âm. Chứ còn máy móc không làm những cái vấn đề này đâu. Bởi theo kinh nghiệm của em lâu năm nghe và căn chỉnh thì em thấy rằng là nhiều cái chức năng trên van số nó sẽ hỗ trợ cho cái phần mic, phần effect và phần music rất là nhiều.